Hello mọi người nha, lại là mình đây. Nhân tiện để chuẩn bị mình sẽ skincare buổi tối nên là mình sẽ quay một chiếc video để chia sẻ cho mọi người nha. Sửa gọn tóc lên và chuẩn bị thế nào? Bước đầu tiên sẽ cực kỳ quan trọng đó chính là nước tẩy trang. Và nền da của mình trước đây là nền da dầu nhưng mà sau thời gian treatment thì nó đã chuyển thành da khô, thế nên là mình đã đổi sang dòng nước tẩy trang mới đó của nhà Bioderma màu hồng nha mọi người. Và đây là dòng bông tẩy trang mình đang sử dụng lâu nay, cực kỳ là thích, bông tẩy trang Đức 500 miếng mọi người ạ. Đầu tiên thì sẽ tẩy trang thật là sạch này. Và sau khi tẩy trang xong thì mình sẽ vệ sinh lại một lần nữa bằng sữa rửa mặt. Và dòng sữa rửa mặt mình đang sử dụng đó chính là nhà FVR. Bản gel này ấy, sử dụng cực kỳ là dịu nhẹ cho da, cực kỳ là lành tính luôn mọi người ạ. Mà rất là sạch nhá. Sau khi mà vệ sinh xong ấy, da của mình vẫn đang có một độ ẩm nhẹ trên da và không hề bị khô ráp nha. Tiếp đến thì sau khi đã vệ sinh mặt xong thì mình sẽ cân bằng ẩm ngay bằng toner mọi người nha. Và dòng toner mình đang sử dụng đó chính là toner của nhà Bepti nhá. Và bước tiếp theo thì mình sẽ sử dụng ngay đó chính là serum cấp ẩm và phục hồi da của nhà Isdinico nha. Serum này thì mình phải nói là cực kỳ thích luôn mọi người ạ, đáng đồng tiền luôn ấy. Em này phục hồi da thì cực kỳ là đỉnh với nồng độ B5 của nó cao nhất thị trường luôn. Cấp ẩm cực tốt với thành phần HA tới 25% nha. Tiếp theo thì sau khi mà nền da của mình đã khô thì mình sẽ sử dụng ngay đó chính là Retinol 1.0 của nhà Obagi mọi người nhé. Em Retinol này có tác dụng là trẻ hóa làn da cực kỳ là tốt. Ngoài ra thì nó sẽ giúp cho làn da của chúng ta luôn được căng bóng và mịn màng hơn. Cải thiện tình trạng nám này, đồ mồi trên da, giúp cho làn da của chúng ta đều màu và trắng sáng hơn nhé. Ngoài ra thì em đã còn có tác dụng là trị mụn ẩn và mụn viêm cực kỳ là tốt. Tiếp theo sẽ là bước cuối cùng mình sẽ sử dụng ngay đó chính là một em kem dưỡng và phục hồi da của nhà mắt chưa đường nha. Em kem dưỡng này thì mình cực kỳ là mê đắm luôn mọi người ạ. Tiếp này là tiếp thứ hai mình sử dụng rồi ấy. Em kem dưỡng này thì có tác dụng phục hồi da cực kỳ là nhanh, làm dịu những cái vùng đỏ sát ở trên da rất là tốt mọi người nhé. Và điều mà mình cực kỳ là thích ở em này đó chính là chất kem của em nó thẩm thấu vào da cực kỳ là nhanh mọi người ạ, không hề gây cảm giác bết dít hay là nhờn dính ở trên da luôn nhé. Và với cái thời tiết như thế này thì không thể bỏ qua đôi môi nha mọi người ơi, dễ bị khô ráp và nứt nẻ lắm. Nên là hôm nay mình sẽ sử dụng ngay đó chính là một em mát ngủ môi của nhà Calavu, giúp cho đôi môi của mình luôn được căng mịn nha. Ta-da, và thế là xong rồi, bây giờ thì chuẩn bị đi ngủ thôi nào, tạm biệt mọi người nhé.